Ngoài khung cửa sổ chiếc xe cấp cứu, nó thấy dòng người đang tấp nập. Ánh mắt họ sẽ dần lờ đi tự như những lần nó bắt gặp. Bà nó bảo lấy viên kẹo vì ném vì đời này thật đắng. Mẹ nó bảo xoan vào túi lấy cho ba một cái chăn và kéo rèm che khung cửa sổ, không ba sẽ lại nắng. Và đây là lần thứ ba bà chuyển việc đến tận mười mấy ngày. Và nó chẳng cần được vui đến mức nụ cười người ta đã thấy hoài. Hàng xóm cứ mãi bèn tán xem căn bệnh của bà có chữa nhanh. Nhưng bé mới như vết thương thì ai không cố mà chữa lành. Vẫn đang một ngày mắt cũng may thấy căn phòng thật trống vắng, không người thân, thật lạnh lẽo như ngủ mùa đông mà không chăn. Hai ba ngày thôi bà vì đôi con vẫn còn bỡ ngỡ. Những bữa cơm con đừng bỏ lỡ và đừng nghĩ nhiều, kéo lại mơ qua chiếc màn hình điện thoại. Thấy bà hụt hơi chung lời nói, nó cũng nghĩ về vận may. Mong bà rồi cũng sẽ khỏe thôi, nó cũng nghĩ về vận may. Mong bà rồi cũng sẽ khỏe thôi. Ngoài khung cửa sổ chiếc xe cấp cứu, nó thấy dòng người đang tấp nập. Ngoài khung cửa sổ chiếc xe cấp cứu, nó thấy dòng người đang tấp nập. Ngoài khung cửa sổ chiếc xe cấp cứu, nó thấy dòng người đang tấp nập. Ngoài khung cửa sổ chiếc xe cấp cứu, nó thấy dòng người đang tấp nập. Ngoài khung cửa sổ chiếc xe cấp cứu, nó thấy dòng người đang tấp nập. Ngoài khung cửa sổ chiếc xe cấp cứu, nó thấy dòng người đang tấp nập. Ngoài khung cửa sổ chiếc xe cấp cứu, nó thấy dòng người đang tấp nập. Ngoài khung cửa sổ chiếc xe cấp cứu, nó thấy dòng người đang tấp nập. Ngoài khung cửa sổ chiếc xe cấp cứu, nó thấy dòng người đang tấp nập. Vậy là tôi được một bệnh viện và được đưa đến bệnh sổ và không điều hòa. Mẹ thì cầm giấy và bị ánh mắt của bà thì vẫn mỏi, vẫn phải nhìn lên trên nhà. Cô bác sĩ cắm kim tiêm và bảo bà cô chịu nghe. Nó chẳng làm được gì, chỉ nhớ những lần kể bà trong cơn nóng của thằng cháu nông. Thì việc gì cũng có thể xảy ra. Nó thấy bà bật khóc vì cái tôi của nó quá lớn. Sau cơn suy diễn của một thằng nhóc, nó thấy mình hơi quá chớn. Ngày hôm sau chẳng muốn ra ngoài, dù thằng bạn nó có cuốn rượu. Tự giữ lòng phải yêu ngoại, chịu hết mọi thứ giúp thường cố thủ. Không có ai đó phía sau lưng, nó nhận ra đó là mẹ. Mẹ nó bảo con hãy yên tâm, bác sĩ bảo bệnh của bà nhẹ. Nó nghĩ bà nhìn vào khoảng không, chỉ biết đó là cách an ủi. Ngoài khung cửa sổ chỉ mình nó, tôi thật và kể thời gian trôi. Vài câu hỏi trong đầu, liệu có đức tin nào giúp được bà tôi. Ngoài khung cửa sổ chiếc xe cấp cứu, nó thấy dòng người đang tấp nập. Ngoài khung cửa sổ chiếc xe cấp cứu, nó thấy dòng người đang tấp nập.